Donna E. Holmes. Donna E. Holmes. Alo, alo. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả của GameTV.vn và kênh AOM17.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi giao hữu 4v4 giữa Liên Quân GameTV và Thái Bình. Thi đấu với các cầu thủ bên phía Sky. Vâng, đội hình ở bên phía Sky gồm có Yugi đội trưởng, Meo Meo, He He và game thủ Hoàng CN. Còn ở phía bên này gồm có game thủ No 1, game thủ truy mệnh của GameTV, đội trưởng Tiểu Bạch Long của Thái Bình và game thủ Gunny của Thái Bình. Đây là màn hình máy của game thủ Gunny, là người cầm Catania ở trong trận thi đấu đầu tiên. Đây là No 1 là người cầm Egypt tụt sâu trong góc 9 giờ. Đây là màn hình máy của game thủ truy mệnh, người cầm Greg. Và cuối cùng đây là màn hình máy của Tiểu Bạch Long là người cầm Seng. Vâng, đánh off mà vẫn có dấu hiệu mặt trời đến từ truy mệnh. Đó là dấu hiệu lag mà chúng ta vẫn thường thấy khi giao hữu với Trung Quốc, hoặc là khi thi đấu online chúng ta vẫn thấy lag. Và ở phía bên kia lần lượt có Yugi cũng là người cầm Kata, Meo Meo là người cầm ET, Max C đến từ cái thủ He và Summer của game thủ Hoàng Sino. Bên mình hai cung, bên kia cũng hai cung, cung chém hòa. Yugi người lập mạng trận đầu tiên chém ăn. Dũng con là người cầm Xiang đứng một mình một hướng ở phía bên ngoài trên một đồng dân, chưa thấy đồ ăn gì lùa về. Ở hình như là bãi quả phù cũng chưa thấy. Chúng ta cũng xem màn hình máy của cái thủ Gunny tiếp. Đây là Gunny Kata, tương đối xấu. Vâng, xem hai màn hình của chúng ta vừa theo dõi thấy Gunny và cả Dũng con cũng đều không có đồ lùa về. Ở phía bên kia có Meo Meo là người cầm Hitty, chủ lực đến từ Meo Meo không quá đáng sợ, nhưng lại có một Max C. Bãi bao phủ dành cho thủ Gunny và bầy hiêu, không có đồ lùa về. Nhưng đây là một bài được, nhưng có vẻ như có ăn tranh thì phải. Đã có hiêu chết và có tình trạng hiêu nhảy hơi... không, như vậy là sư tử tốt. Đó là con sư tử chuẩn bị thiết kế chiếc BS đầu tiên. Hai bãi quả phù dành cho game thủ Gunny, một bài lực khỏe dành cho Gunny tuy không phải quá sớm. Sáu nông dân thiết kế để ăn gỗ, còn lại những nông dân sẽ tập trung tất cả bản thực để có thể thiết kế được thêm một chiếc BG nữa và kích đời một cách sớm sủa. 21/24, bãi quả có khả năng ăn tranh cao hơn ra chơi quả BG phía bên trên đấy trước. Thực ra là hai bãi quả này gần như khả năng ăn tranh nếu có là như nhau. 21/24, ở đây màn hình máy của cái thủ No 1. 22/24, nên nhớ là bên kia có Max C. Tuy rằng đây là một bài dựa hai thường có thế, nhưng bên kia có Max C. Không quá nhiều rừng và hình như là trong góc kích trong góc 9 giờ cũng không có rừng. Màn hình máy của game thủ Huni, màn hình máy của game thủ truy mệnh 25. Có đồ lùa về và game thủ truy mệnh sẽ kích đời trận thi đấu này là không quá muộn, từ 1 đến 2. Ở đây màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Ngày hôm qua thì GameTV cũng đã có một buổi giao hữu tương đối thành công trước các game thủ phía Hà Nội. Đặc biệt là game thủ No 1 đã có một trận thi đấu mà tất cả cộng đồng mạng lùng sục clip để xem một trận thi đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm qua. Trận thi đấu Egypt chém làm mẫu sôi sục từ hôm qua. Và ngày hôm nay thì clip cũng đã được tìm lại. Kèm xăm ở trên 12 giờ đó là cái thủ Hoàng CN cầm Summer. Gunny báo về phía bên kia, Meo Meo cũng là người trên một dần. Một bốn kèm xăm ở trên 12 giờ. Và đây là có lẽ là nhiệm vụ của Tiểu Bạch Long. Oh.
Chúng ta cũng xem màn hình máy có cầu thủ gắn đi tiếp. Ban đầu phía bên này không biết là gặp nhà nào, nhưng trên 12 giờ đó là nhà kẹp xăm. Và đó là Hoàng CN cầm Samurian. Hai mươi sáu lúc dần dành cho Gandhi đầu cánh. Hiêu được xả bên cạnh chiếc BS ăn vàng luôn, tương đối ổn. Và ngựa giò chạy góc 6 giờ. Thế nhưng ở phía bên kia cũng không có ai lên đời quá sớm thì phải. Như vậy gặp màu 2 Hiti ôm bom xong, Hiti là xong đấy. Và Hiti đã khu được ruộng, nhưng bò nhà mặt trước là toàn bộ mặt ruộng. Phía trong có cung tề đứng thủ. Hai lờ tên này là khả năng chết luôn đấy. Vài lực khỏe, ăn đủ vàng và hai lờ vã thẳng mặt là khả năng Hiti nằm xuống luôn. Có nhà chủ lực duy nhất là đầu cánh. Màu 3 ở phía bên trong dâng ra, Maxi ở phía bên trong dâng ra. Tiếp tục chiếc BL thứ hai. Một giò công giáp đầy đủ. Rất đáng tiếc rồi, cung tề của Hiti đứng ở đầu phía bên này. Hơi khó chịu. Nông dân đi dâng của Maxi hình như là nằm xuống hết rồi đấy. Nông một ở phía bên trong là rất xa. Vẫn có thể yên tâm với vài gắn đi đầu cánh 26 nông dân mà đánh sớm. Đánh thằng cung A đi cũng được. Đi vòng đi, đi vòng một tơn vào nhà màu 2 là đẹp. Gandhi đang trần lực, chưa cần đến bánh xe vội. Như vậy đã kích bánh xe. Đây rồi, chưa bánh xe đến từ cái thủ. Không, vừa bắt đầu vừa có bánh xe. Vừa có bánh xe đến từ cái thủ của Mèo. Mèo từ này lủng lắm ấy, vừa có bánh xe không thôi. Nhưng mà cũng quay ruộng được ngay từ sớm. Vẫn 2L. Được, cho được. Vâng, đẩy ít vàng cho nô 1. Bãi vàng của cái thủ gắn đi đẹp lắm. Thoải mái đi, phải e không, phải e không. Vẫn cần một đồ ăn hoàng nữa. Đây rồi, bầy hiêu. Lùa theo là tương đối nhiều. Như vậy màu 3 đã dâng được lên ở phía bên trên là tương đối sớm. Và bây giờ có vẻ như bắt đầu có y đâm. Tín hiệu đến từ màn hình máy cái thủ nô 1. Máy hình máy của cái thủ chim mạnh. Cố gắng lọt vào nhà mùng 4, có cả ca luôn. Tên này đủ phát là, vâng, ném phát là vào luôn đấy. Ném con ca dã phát vào luôn. Vào luôn. No, thôi rồi. Rồi tiếp tục vào phía trong. Hay lắm, mùng 4 ở phía bên trong đã lùng. Đúng giờ Summer hơi dày một tí. Nhưng có ca dã không có gì không xuyên được ở đời 3 hết. Đây màn hình máy của cái thủ Tiểu Anh Long. Lọt sâu bãi gỗ mùng 3. Như vậy chúng con đã nhận nhiệm vụ cả mùa 3, mùa 4 luôn. 24. Còn đây màn hình máy của cái thủ truy mạnh. Nô 1 đang cần cứu, Nô 1 rất cần cứu. Y chương 3 rúi vào lạc đà phía bên ngoài. Đang bị ốp. Cứu Nô 1 đã, cứu Nô 1 đã. Không, như bây giờ thì ai cũng đang ở xa cả truy mạnh rồi. Đây mà đây truy mệnh, như vậy truy mệnh cũng đang công mùa 4. Như vậy bên kia còn nhà mùa 2. Còn bên này còn, vâng, mùa 2 mùa 4. Gandhi đang chơi vào nhà mùa 2, chúng ta cùng xem. 22 đến từ cái thủ Gandhi. Có lẽ nó 1 nên bỏ. Không ai cứu được tầm này cả, đồng đội sẽ dồn đồ. Đây màn hình máy của cái thủ nó 1. Thằng này 41. Vâng, bỏ và sau đó tụ quân. Cho vàng được, gắn đi, cho vàng được, gắn đi, đẩy vàng luôn, nô 1 đi. Đúng rồi, gom cung lại. Nô 1 vẫn đang giữ được khá nhiều nông dân. Ở đây trước bên là tiếp theo để ý đấy, có gì đấy, đúng rồi. Nó đang đâm khá nhiều móng ruộng. Thôi thì ăn hoang vậy, biết làm nào bây giờ. Bên kia 4 nó cũng yếu rồi và mùa 2 cũng yếu rồi. Hay quá, phải nghe rất xét, rất sát trong tình huống vừa rồi đến từ cái thủ truy mệnh. Rất sát. Lúc nào đó đỏ máu nhiều lắm, truy mệnh đang cày trong. Tu chém lại một lần nữa đi em, đúng rồi.
quản dân cho nó tù chém lại, chờ cung đoàn của nó đi theo hướng dễ chém mình lao vào. Ui dân kìa, dậy ngó đi ngó chết đấy em ạ. Đúng rồi, ôi nó vẫn thoát được. Lắc chém đi, lắc chém đi em ơi, mạnh ơi. Thằng Lai mình đang đè. Bắn đi vừa soi vừa báo ơi, thằng Lai mình đang đè. Hoàng CN phía bên trong còn đang thủ nhà với những con nông dân và những con cung rờ của Summer, nhưng bây giờ thì nó lọt tứa tung mổ hạnh rồi. Chết rất nhiều dân đấy, chết nhiều dân lắm, em nhìn sơ sơ đấy thôi, chết nhiều lắm. Tiếp tục bám cung rờ hay lắm, vậy vậy rất tốt đến từ cái thủ chịu bệnh. Tuyệt vời. Khít khít luôn. Quá khổ đến từ cái thủ mùa 4, chầy chật vâng với cái thế nhà có thể nói là đã lọt từ trước đến sau. Lần lượt, chỗ nào cũng lọt, chết cực kỳ nhiều nông dân. Tham lại vẫn là 37 của chuyên mệnh, cực khỏe, Dũng Con thì sao rồi, 33 đến từ cái thủ Tiểu Bạch Long. Bây giờ có cả cung rờ. Tưởng dân mùa 1 của quân mình sao ấy. Đây màn hình máy với thủ mùa 1, 39, tù lại là vâng, cung A một lần nữa. Máy của cái thủ Gandhi gom quân lại đã Gandhi rồi. Cùng rờ đó là cùng rờ hit đấy. Mất trợ rồi, mất trợ rồi. Chú mệnh là người phải đẩy vàng. Gandhi có khá lạc đà và Dũng Con đang rủ vào nhà hit tì luôn. Chúng ta không xem. Máy cái thủ Tiểu Long 32. À, thằng hit bên kia tham bé không ấy mà. Anh Dũng đi một mình có khi nó vẫn chết luôn đấy. Đấy 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 đấy, đúng rồi đấy. Ăn dân luôn, ăn đi tách là đại. Đấy đấy, nó ăn ôm hết dân rồi. Và Dũng Con nó phi thẳng vào nhà ở phía bên trong. Mèo mèo nó bắt đầu lượn. Hit rồi, mất nhà xem như thua luôn đấy. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đừng để nó thoát quá nhiều dân anh Dũng ạ. Cửa cực sáng. Máy truy mệnh 32. Ôi trời, bố nó lùng lên lùng xuống. Vâng, đánh khổ, chỉ có gom chạy không nên chết rồi. Bốn cực khổ. Ra không xem màn hình máy cái thủ Tiểu Bạch Long, dường như anh vừa mới ăn hết toàn bộ số quân và dân đến từ cái thủ mùa 2. Giữ đi không nó tù nó bắn hết lạc đà ấy. Đúng rồi. Đây màn hình máy của cái thủ truy mệnh. Còn 22 thôi nhưng mà không biết là bố đã... Vâng, bố tuần này cũng chết hẳn rồi đấy. Xem là chết hẳn rồi đấy. Truy mệnh ấy đáp hết vàng cho nó một đi. Em nhiều vàng quá. Ở đây màn hình máy của cái thủ nô 1. Vài một nô 1 cũng đánh vâng gần ngang cái kiểu mùa 4 ở phía bên kia. Mùa 2 nó giữ được dân mà nó chủ động chạy dân lắm. Ai có thực cho nô 1 thêm ý thực nữa giải quyết xong hẳn mùa 3 đấy. Bên kia nó yếu hết lực rồi, 3 nó không xong nữa đâu. Nốt tuần này thôi là 3 nó không xong được. Nô 1 thủ được nhà là xong đấy. Mẹ khó chịu nhá. Thì vẫn già. Rồi Yugi đã bắt đầu nó nở ra. Bố nó bảo yếu nhưng Yugi bắt đầu nở ra. Cá thà đến từ thủ Yugi. Đấy cẩn thận đấy. Không tuần này chuyên mệnh bắt hết quân là tham lai mình bị đè ngược lại đấy. Tiểu Bạch Long 29. Hốc này sẽ hốc rất đẹp nhưng thủ Tiểu Bạch Long chưa quá nhiều nông dân để có thể cơ cấu lại cái hốc này. Đấy, cái hốc này mà cơ cấu được phát là Dũng Con là người khỏe nhất bản đồ luôn. Tầm này toàn tham ảo không. Máy đánh máy cái thủ truy mệnh 9 Uni. Vâng, hơn 10 tham so với truy mệnh. Nó 1-3-12. Đây, mình vẫn đang đè. Nhưng quan trọng là truy mệnh là người vừa bị mất tham một thân. Bảo kê lại bãi ruộng ở trên đấy nó một. Đấy cũng bảo kê bãi ruộng ở trên đấy. Vàng đồng đội bơm và bây giờ em đang nhiều vàng mà. Đấy cứ bảo kê cơ sở làm ăn của mình thôi. Là ổn thôi mà. Truy mệnh còn 8.
bốn ở trên bắt đầu yên ổn lại nhá. Anh Dũng khỏe lại ấy. Vừa đẩy đẩy màu 2 hoặc là đẩy màu 4. Đó, một tiếp tục là người phát triển to, cơ cấu lại phát triển to ra. Đóng nhà cứng luôn em ơi. Chờ gỗ đóng cái nhà cứng ở đấy luôn. Thằng 2 nó đẩy luôn đâu 1. 3 nó có cả chém đảo. Rất khó chịu. Đây, máy của cái thủ Gunny. Ui ôi, tần này sao biết. Sao biết hay thế nhở. Đó, lọt ở phía bên trong. Ăn thêm một cơ số dân đến từ cái thủ mùa 2 nữa. Mà thằng 2 vẫn còn nhiều dân. Mèo biết học được cái cách dạo này học ở đâu, cách sóc dân. Giờ vẫn còn nhiều dân. Gunny 41. À xin lỗi bạn Dũng con 41. Nhưng mà tần bị cái thủ mùa 1 bắt đầu chơi. Không đi được nào vào. Xuống còn cả thực cả gỗ, có ai lấy thực lấy gỗ gì không? Nó một tụt xuống còn 27. Như vậy màu 4 bây giờ đang là người khỏe nhất bản đồ. Vâng, hồi lại cái thủ màu 4 sẽ là người khỏe. Nó 1 30. Hơi đáng tiếc là anh Dũng bị bùng bật cái hông. Em lên chặt gỗ 2 hay lên giáp 4 gì đấy đi. Còn ít nhà BA thì em lên chặt gỗ 2 hay giáp 4 đấy. Công nghệ lên đã. Gunny vẫn đang giữ được timeline 21 và có lượng lạc đà đủ để thi đấu. No 1 45, Truy Mệnh 18 và Tiểu Bạch Long 24. Hơi đáng tiếc mất một cái hốc. Bốn nguyên nhà ấy, nguyên 12 giờ đấy. Bây giờ bắt đầu nó nở ra 12 giờ ấy. Nguyên 12 giờ ấy, cực kín đấy. Bây giờ không công ca nữa là không vào được nhà 4 đâu. Nó 1 hình như là chuẩn bị đẩy phát nữa. 5 xịt. Em cơ cấu lại cho nó kín hẳn lên đâu một ạ. Hai nó đẩy tương đối đông. Đâu một tên này lại bùng. Chuyên mệnh 25. Đó một tụt tham một thân sâu xuống còn 1x. Gunny 29. Bốn sẽ là người khỏe nhất bản đồ. Khó như vậy thì số được mở. Cho Skynet 1-0. Và chúng ta cũng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo.